thấy một cái ứng dụng là Drop-in mà được thầy Nghiêm cùng với một số trường khác mình đang triển khai và cũng đã sử dụng và thấy là có hiệu quả. Thì đó là một trong những ứng dụng mà Microsoft xây dựng sẵn cho chúng ta, và chúng ta có thể lấy về và sử dụng trực tiếp. Tuy nhiên ngày hôm nay thì em cũng muốn nhấn mạnh lại là cái buổi này của chúng ta sẽ là buổi mức độ cơ bản nhất, để cho các anh chị, các thầy cô mình nắm được cái cách làm, là cách tiếp cận với Power App, Power Automate trên hệ sinh thái 365, và mình kết hợp các công cụ đó để mình giải quyết cái bài toán trong trường mình một cách hiệu quả. Sau đây thì em xin phép nhường sân khấu lại cho thầy Trí để thầy có phần chia sẻ và hướng dẫn chi tiết cho chúng ta. Nếu các anh chị mình có những câu hỏi, có thắc mắc thì mình có thể chủ động gửi qua một chat trong buổi ngày hôm nay, thì để em và thầy Trí có thể hỗ trợ chúng ta. Dạ, xin mời thầy Trí ạ. Chào cô đã tham dự với buổi ngày hôm nay. Ở trong cái buổi ngày hôm nay thì xin phép được trình bày với các thầy cô một cái dụng cơ bản để mô tả cái việc là cái Power App trong việc tạo các cái app từng trước tiên xin rất là cảm ơn anh Phạm Hoài Nam đã nay để trao đổi cùng cô. Xin gửi lời chào đến các thầy. Dạ thầy Trí ơi, em nghe là cái mic bên mình nó hơi nhỏ nên là cái tiếng có vẻ nhỏ. Em cũng thấy là một số anh chị khác mình cũng phản hồi như vậy, không biết là thầy có thể kiểm tra. Vâng. Dạ, thì to hơn rồi đấy ạ. Cảm ơn thầy. Vâng, thế tôi để sát thì nó sẽ to hơn. Rõ nghe, các thầy cô nghe rõ chưa? Dạ, rõ rồi. Cảm ơn thầy. Vâng, tôi xin gửi lời chào và cảm ơn đến anh Phạm Hoài Nam, và gửi lời chào đến toàn thể các thầy cô đã tham dự buổi tối ngày hôm nay. Chúc các thầy cô có một buổi tối có được thêm những chút kinh nghiệm cho mình trong công tác quản lý cũng như là tổ chức hoạt động ở nhà trường. Chúc các thầy cô có một năm học mới với nhiều niềm vui và thành công mới. Sau đây tôi xin phép được bắt đầu chương trình với nội dung của mình. Trước tiên là tôi xin phép được chia sẻ cái màn hình của mình. Để tạo một cái app trên bằng Power App thì trước tiên là các thầy cô sẽ tạo một cái trang SharePoint để mình lưu các cái dữ liệu của mình. Thế thì cái phần mà tạo trang SharePoint thì tôi xin phép không được trình bày ở đây. Thì tôi đã tạo trang SharePoint có cái tên là khai báo y tế. Và trong cái app này tôi sẽ sử dụng ba cái danh sách, ba cái SharePoint list. Đó là danh sách học sinh, danh sách các lớp và kết quả khai báo y tế. Kết quả khai báo y tế. Danh sách các lớp là để tôi sẽ quản lý và lọc học sinh theo lớp. Danh sách học sinh thì là để lọc học sinh theo từng lớp và xem kết quả khai báo của các em như thế nào. Và cái kết quả khai báo y tế, danh sách kết quả khai báo y tế sẽ là nơi mà để lưu cái kết quả khai báo của học sinh. Cái app ngày hôm nay thì có thể là nó sẽ có nhiều cái vấn đề mà nó có thể không cần thiết. Tuy nhiên thì trong quá trình trình bày tôi vẫn muốn để giữ lại những cái nội dung đó, vì là có thể nó sẽ gợi mở ra cái việc sử dụng các cái công cụ và các cái chức năng mà chúng ta phải thực hiện khi chúng ta tạo các cái app bằng Power App. Power App thì có một cái tính năng rất là thuận tiện, đó là xuất phát từ một cái danh sách có sẵn ở trong cái SharePoint, chúng ta có thể là tạo sẵn luôn một cái app, để chúng ta làm các công việc như là nhập liệu và xem lại các cái kết quả của từng mục, từng item ở trong cái danh sách mà chúng ta đã nhập liệu. Nhưng ngày hôm nay tôi sẽ không sử dụng cái tính năng tự động này, mà tôi sẽ tạo app một cái app ngay từ đầu, app mới không dựa trên một cái danh sách có sẵn.
Phép tôi sẽ tạo mới. Vào chúng ta sẽ đầu tiên là mở Power App và chúng ta vào cái mục ứng dụng và chọn cái ứng dụng mới, đó là bức vẽ. Chúng ta sẽ dùng bức vẽ. Chúng ta lựa chọn cái giao diện là máy tính bảng và chúng ta đặt một cái tên của nó là khai báo y tế. Tôi chọn giao diện là điện thoại. Sau đó thì Power App sẽ bắt đầu tạo một cái cho chúng ta những cái màn hình đầu tiên. Thì ở đây có Power App có chào mừng chúng ta và hỏi chúng ta có tạo biểu mẫu, tạo bộ sưu tập hay không. Thì trước tiên là ở đây là chúng ta sẽ bỏ qua và chúng ta thiết kế lại từ đầu. Đầu tiên tôi đặt cái màn hình này là có tên là màn hình screen danh sách lớp. Tên là screen danh sách lớp. Sau đó tôi sẽ thiết kế vào đây cái tiêu đề, thanh tiêu đề của cái màn hình này. Trên thanh tiêu đề này thì chúng ta sẽ thiết kế một cái nhãn để thể hiện chức năng của cái thanh của cái màn hình này. Ở đây tôi sẽ nhập là danh sách lớp. Chuyển với màu, thay đổi màu của nó. Màu trắng. Ta canh lè nó là thì với mỗi một đối tượng ở trong cái giao diện thiết kế của màn hình Power App này thì nó có một hệ thống các cái thuộc tính và những cái phương thức của nó, và phương thức cũng như là một số cái tính năng nâng cao để chúng ta nhập liệu hoặc là xử lý thao tác. Thì để xử lý cái thuộc tính như là phông chữ rồi màu sắc kích thước thì chúng ta ở cái phần thuộc tính này thì có đầy đủ các cái nội dung cho chúng ta lựa chọn và thiết kế. Tôi xin phép cũng không được giới thiệu ở đây vì là các thầy cô nếu đã quan tâm đến cái việc tạo ứng dụng thì có thể cũng đã hiểu được các cái thuộc tính cũng như là phương thức của những cái đối tượng trong khi chúng ta thiết kế rồi. Tiếp theo tôi sẽ để hiện cho xuất hiện những cái danh sách các cái lớp ở trong cái SharePoint danh sách lớp này. Danh sách lớp. Ra màn hình thì tôi sẽ sử dụng cái bộ sưu tập. Tôi sẽ gọi một cái bộ sưu tập ra. Tôi gọi bộ sưu tập. Khi gọi bộ sưu tập ra thì mặc định nó sẽ là bộ sưu tập như thế này. Đấy. Trong đó thì các thành phần của một cái phần tử trong cái bộ sưu tập thì nó bao gồm có ảnh và một số thông tin khác thì chúng ta có thể lựa chọn khác. Ở đây chúng ta không cần thiết đến ảnh, chúng ta bỏ đi. Chúng ta có thể là muốn cần có hai cái thông tin được hiện ra đây thì chúng ta chọn ở đây này, còn ở đây chúng ta chỉ cần một thông tin. Thì những cái chữ này nó hiện ra là đang ở chế độ mặc định. Chúng ta xử lý để chúng ta kéo rộng ra cho kín màn hình vì đây danh sách toàn bộ danh sách học sinh ăn lớp sẽ hiện ra đây. Chúng ta chuyển sang phần nâng cao. Sang phần nâng cao để chúng ta xử lý. Trước tiên là chúng ta sẽ kết nối cái bộ sưu tập này với lại cái dữ liệu nào. Thì ở đây chúng ta muốn hiển thị là danh sách lớp thì chúng ta sẽ gọi hiển thị danh sách lớp ra. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta có thể lựa chọn riêng cho cái bộ sưu tập này hoặc là chúng ta gọi sẵn các cái dữ liệu mà chúng ta sẽ sử dụng cho cái app này, chúng ta gọi sẵn ra để sau này chúng ta chỉ việc sử dụng thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện cái việc gọi dữ liệu sẵn ra. Tất cả các cái bảng dữ liệu chúng ta sử dụng chúng ta sẽ gọi ra trước. Chúng ta vào cái mục data này. Data, chúng ta vào thêm dữ liệu. Và đây chúng ta chọn chỉnh kết nối. Chỉnh kết nối ở đây là chúng ta sẽ dùng vì nó là SharePoint cho nên chúng ta dùng SharePoint. Có thể ở các thầy cô sẽ hiện một thôi, ở đây tôi hiện ba và chọn cái nào cũng được bởi vì nó vẫn là một cái đó. Những cái list tôi nó nằm đang nằm trong cái
trang SharePoint khai báo y tế này, tôi sẽ bấm vào đó để lựa chọn nó. Thì đây có 3 danh sách, tôi chọn cả 3 và tôi kết nối. Thì 3 danh sách đó đã được kết nối vào hệ thống chúng ta. Đấy. Bây giờ tôi sẽ kết nối cái này, cái bộ sưu tập này với cái danh sách lớp. Thế thì hiện giờ đây nó đang hiện là cái nội dung là thứ tự trong cái danh sách lớp này. Có hai cột là thai và lớp thì tôi nó đang hiện ở cái cột thai. Đấy. Thì tôi sẽ điều chỉnh để nó hiện là danh sách lớp. Đấy. Khi bấm vào cái chúng ta muốn thay đổi thiết kế cho chúng ta muốn thiết kế cho cả cái bộ sưu tập này, các cái phần tử của bộ sưu tập này chúng ta chỉ cần thiết kế cho cái mục đầu tiên thôi. Những mục sau thì không có chức năng thiết kế, chúng ta bấm vào nó thoải mái, không có biểu hiện gì. Nhưng mà khi chúng ta bấm vào mục đầu tiên, chúng ta sẽ thấy là ở cái mục này nó có một cái nhãn, nhãn này đang chứa thông tin được lấy ra từ cái zip item.thai, có nghĩa là cái mục này chính là mục thứ tự đấy, và chúng ta vừa thấy cái tiêu đề nó chính là cái chỗ này, thai này. Đấy. Nhưng chúng ta sẽ thay đổi cái tiêu đề này bằng lớp chấm lớp, nó sẽ hiện ra lớp. Đấy, chúng ta chỉ cần điều chỉnh cái mục đầu tiên nhưng mà nó sẽ áp dụng cho tất cả các mục còn lại. Đấy, chúng ta có thể chỉnh ra ở giữa để cho hiện giữa. Đấy. Ở danh sách này chúng ta chỉ cần hiện duy nhất là lớp thôi. Tiếp theo tôi sẽ tạo một cái màn hình thứ hai, để khi chúng ta bấm vào cái lớp này thì sẽ hiện ra cái danh sách học sinh của cái lớp đó. Đấy, của lớp đó. Tôi sẽ vào mục màn hình. Chúng ta thể vào mục chèn này, màn hình mới, hoặc là tự nhiên nó đã có sẵn ở cái chỗ này rồi. Đấy, chúng ta vào mục mới này. Đấy, tôi sẽ thiết kế bằng cái màn hình trống. Cái màn hình này sẽ để chứa thông tin, chứa danh sách học sinh của một lớp mà chúng ta đã chọn ở màn hình trước. Đây là danh sách học sinh. Thế bây giờ cái danh sách học sinh này chúng ta muốn là nó khi chúng ta bấm vào cái màn hình lúc trước này, ví dụ chúng ta bấm vào là lớp 10A1 thì sang bên cái màn hình số 2 này, tôi đặt là màn hình, tên màn hình này là screen danh sách học sinh. Sang màn hình số 2 này sẽ hiển thị là danh sách học sinh cái lớp nào ở trên cái tiêu đề này. Đấy, thì chúng ta sẽ thay đổi nó. Thì chúng ta vào cái phần mà gọi là phần text. Đây, phần text. Cái text của cái nhãn này. Thì hiện giờ nó vẫn đã có sẵn cái chữ danh sách học sinh rồi mà tôi vừa nhập lúc đấy. Đấy, nó có sẵn rồi và được đặt trong dấu. Được đặt trong cái dấu nháy kép này. Đấy. Thế bây giờ chúng ta có thể là sửa là danh sách học sinh. Ta dùng dấu và để chúng ta kết nối thêm cái tên lớp vào. Thế tên lớp bây giờ sẽ lấy ở đâu? Đấy, thì chúng ta lại quay lại đây, quay lại cái màn hình này ban đầu. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy từ cái đối tượng là cái bộ sưu tập này. Thì tôi đặt tên cái bộ sưu tập này nó là danh sách lớp. Gallery danh sách lớp để cho dễ nhớ. Chúng ta lại trở lại cái màn hình bên này. Đấy. Thì chúng ta bấm vào cái nhãn đó và thì và này chúng ta dùng cái từ là gallery danh sách lớp đây rồi. Nó sẽ hiện ra cho chúng ta lựa chọn. Chúng ta bấm dấu chấm thì nó ra cái từ select, có nghĩa là cái đã chọn đấy, có nghĩa chúng ta chọn ở cái bên
cái bộ sưu tập kia là cái gì, thì cái từ đã chọn này nó chính là cái đó. Đấy, chúng ta có một cái đã chọn và ta lấy trường dữ liệu nào ở trong đó ra, của cái mục đã chọn đấy ra, thì chúng ta ở đây đến trường dữ liệu là trường dữ liệu lớp. Đấy. Thì lập tức ở đây là có danh sách học sinh 10A1. Đấy. Như vậy là ở đây chúng ta vừa mới phải sử dụng một cái kỹ thuật để chúng ta lấy dữ liệu từ cái bộ sưu tập ở cái màn hình trước đó. Đấy. Để xử lý cho cái thông tin ở màn hình sau. Đấy, thì trong cái bộ sưu tập này nó có đặt tên danh sách lớp này, thì chúng ta bấm vào cái mục nào, ví dụ như là sau này khi chúng ta hoạt động như này, chúng ta bấm vào mục A2 này. Đấy, hoặc A3 này, thì sang bên cái màn hình này và chúng ta lấy dữ liệu ở cái mục này, thì mặc dù vẫn ghi là xét được nhưng mà nó sẽ chuyển sang là A2 hoặc A3. Đấy, có nghĩa là cái mục được chọn, cái ý là cái này chính là cái mục được chọn. Đấy, mục được chọn. Đấy. Tiếp theo ta sẽ hiện cái danh sách học sinh của cái lớp này lên cái màn hình này. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ dùng một cái bộ sưu tập để chúng ta hiển thị. Tương tự thế, chúng ta gọi bộ sưu tập ra đây. Chúng ta lựa chọn không có ảnh và cần nhiều thông tin hơn. Nhiều thông tin hơn một thông tin, chúng ta chọn sang bên này hoặc là bên dưới này. Đấy, chúng ta chọn đây, để tôi sẽ chọn hai thông tin. Để tôi lấy. Và sẽ kết nối dữ liệu của cái cột này. Bây giờ không hỏi ở đây rồi. Đấy, kết nối dữ liệu thì chúng ta thông tin đây là sẽ là được lấy từ danh sách lớp, à, danh sách học sinh để hiện thị lên đây. Đấy. Ta sẽ lấy danh sách học sinh. Cái danh sách học sinh này ấy, thì bây giờ là nó sẽ là học sinh toàn trường. Như của tôi có hơn 1.500 thì nó sẽ hiện hết đây. À, hiện hết đây. Thì bây giờ chúng ta phải lọc nó để nó chỉ hiện học sinh của cái lớp 10A3 này thôi. Ví dụ lúc nãy tôi đã bấm 10A3. Đấy. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái bộ sưu tập này và chúng ta sang phần nâng cao. Và trong cái phần dữ liệu ấy. Đấy. Trong cái phần này có hành động này, có dữ liệu này. Ở bên dưới nó còn có phần thiết kế, thì chúng ta ở phần dữ liệu. Thì cái mục item này là chúng ta đang để mặc định nó là danh sách học sinh 2021, có nghĩa là tất toàn bộ học sinh trong danh sách đấy. Thì bây giờ chúng ta phải lọc, thì chúng ta dùng cái hàm lọc như trong Excel, không khác gì. Đầu tiên là trong hàm lọc thì đầu tiên là cái nguồn. Nguồn là chúng ta vẫn dùng cái nguồn là danh sách học sinh này. Đấy, và điều kiện lọc. Tiếp theo là điều kiện lọc. Thế ở tùy máy của các thầy các cô, có máy sẽ dùng dấu chấm hay dấu chấm phẩy như của tôi đây, cũng có máy sẽ dùng dấu phẩy. Đấy. Lọc ở đây là điều kiện của chúng ta là lớp. Lớp. Các thầy cô lưu ý là ở trong cái này nó phân biệt chữ hoa chữ thường nhé. Ví dụ tôi gõ chữ lớp này là nó không nhận ra đâu. Đấy. Nhưng mà nếu chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ tự động chuyển sang thành chữ hoa lớp này. Điều kiện là bằng là vẫn cái lớp 10A3 này thì vẫn là gallery danh sách lớp chọn và lớp. Đấy, được rồi đấy. Như vậy là đã ra, bây giờ chỉ có cái học sinh của cái lớp đó thôi, không có những học sinh lớp khác. Đấy, chỉ có học sinh lớp đó là. Nếu trong trường hợp mà có nhiều học sinh nó trùng tên, họ tên, thì chúng ta cần phải phân biệt, thì chúng ta sẽ bổ sung thêm những thông tin khác nữa. Đấy. Thế thì ở đây lúc trước chúng ta gọi cái bộ sưu tập này ra có hai cái mục sẽ hiển thị ở trên đó. Đấy. Thì trong nó có một mục là hiện cái thai, thì ở trong cái danh sách học sinh của tôi là hiện giờ đang không có cái trường được thai đang trống, cho nên là nó không hiển thị gì. Và không hiển thị gì. Đấy. Thế bây giờ tôi sẽ muốn phân biệt thì tôi sẽ hiển thị ở đây là ngày sinh. Đấy, thì tôi bấm này.
Ngày sinh. Thì sẽ ra ngày sinh ở đây. Để chúng ta có thể điều chỉnh để thay đổi vị trí của cái thông tin này. Ta chỉ cần thay đổi ở cái mục thứ nhất này thôi. Đấy. Chúng ta cũng thể cho to nhỏ. Như thế. Chúng ta có thể thay đổi phông chữ ở đây là tùy chúng ta. Thì chúng ta vào phần thuộc tính thì chúng ta thay đổi phông chữ. Đấy, đây là nửa đậm chúng ta cho bình thường, nó sẽ bình thường. Chúng ta có thể là bố trí nó theo hàng ngang. Nếu chúng ta muốn tiết kiệm không gian, chúng ta có thể bố trí theo hàng ngang như này. Đấy, được. Và chúng ta bố trí ở chỗ này. Thì ra cái danh sách học sinh như này. Thế chúng ta cũng có thể thêm muốn thêm thông tin khác nữa. Ví dụ chúng ta muốn địa chỉ email, chúng ta có ngoài cái hai cái nhãn nó có sẵn đây thì chúng ta cũng có thể là bổ sung thêm những nhãn khác. Ví dụ chúng ta muốn xem cái địa chỉ email các em là gì hoặc cái tài khoản đấy, chúng ta gọi một cái nhãn chúng ta đổi đây. Đấy. Khi chúng ta gọi cái thì nó đã có mặc định bằng một cái trường nào gì đó rồi. Đấy. Ví dụ đây có hai trường họ tên thì chúng ta thay đi, thay chúng ta chấm đây là email thì sẽ ra là email. Đấy, nếu chúng ta không muốn, không cần thiết thì chúng ta xóa đi. Đấy. Không cần thiết thì xóa bớt đi. Tiếp theo là đến cái màn hình. À, xin lỗi, bây giờ tôi sẽ kết nối hai cái màn hình này với nhau. Cái màn hình số 1 và màn hình số 2 với nhau. Đấy. Và khi tôi bấm màn hình số 1 thì sẽ hiện ra màn hình số 2. Thế thì để thực hiện cái việc đấy thì chúng ta lại bấm vào cái bộ sưu tập này. Và chúng ta chọn cái mục nâng cao vào cái hành động chúng ta on select, có nghĩa là khi chúng ta bấm lên trên đó thì nó làm gì. Thì ở đây chúng ta sẽ cho nó hiện cái màn hình số 2 ra. Thì cái câu lệnh hiện màn hình số 2 nó là cái câu lệnh này. Tôi tạm thời có nghĩa để đỡ phải gõ. Tập vào đây. Bình thường nó là full không làm gì. Thì đây màn hình số 2 chúng ta là cái có tên là mà danh sách học sinh. Thì bây giờ chúng ta khi chúng ta chạy màn hình bấm đây thì nó sẽ hiện ra cái danh sách học sinh bên này. Đấy. Thế bây giờ chúng ta muốn quay lại cái màn hình kia thì chúng ta lại chưa thực hiện được. Vì chúng ta chưa có nút lệnh nào để quay lại màn hình lúc trước để chọn lớp khác. Thì chúng ta lại thiết kế với màn hình này một cái nút để chúng ta quay lại. Chúng ta bấm vào cái dấu cộng này, thêm biểu tượng. Sau chúng ta điều chỉnh, thay đổi cái biểu tượng là chúng ta sẽ có được những cái biểu tượng như ý. Chúng ta quay lại. Đấy, chúng ta đổi màu sắc cho nó. Đấy. Thế thì chúng ta bấm vào cái này. Chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng đấy và chúng ta sẽ đặt lệnh cho nó. Thì chúng ta lại phải vào nâng cao và vào hành động. Hành động là khi bấm vào, có nghĩa là on select, thì chúng ta dùng cái lệnh back. Thì nó sẽ trở lại cho chúng ta. Tôi sẽ thực hành. Tôi biết. Đấy, tôi bấm vào lớp nào thì lớp đó hiện ra. Đấy, 16. Đấy. Bấm back là quay trở lại. Như vậy là chúng ta đã kết nối được hai cái màn hình với nhau. Đấy. Tiếp theo tôi sẽ tạo một cái màn hình thứ ba là để khai báo y tế. Sẽ tạo một cái màn hình mới. Đặt tên màn hình này là khai báo. Tương tự thế, tôi sẽ thiết kế một cái nhãn. À, cái thanh tiêu đề trên này. Đặt gọi nhãn vào và tôi đặt tên cái nhãn lên là khai báo y tế.
khai báo y tế, ta cũng chuyển màu sắc cho nó dễ nhìn. Thế thì ở cái phần này chúng ta sẽ ý tưởng là khi học sinh vào sử dụng cái app này thì phải vào chọn lớp của mình này. Đấy, phải chọn lớp của mình. Đấy, chọn lớp của mình. Thế sau đó thì nếu mà khai cho mình thì chọn đúng tên mình. Ví dụ Nguyễn Hải Dương thì sẽ bấm vào Nguyễn Hải Dương thì chọn đúng tên mình. Nếu khai cho bạn, vì là có thể có ông bạn không có thiết bị để khai, đấy, mà nhờ mình khai báo thì mình sẽ khai báo cho bạn, thì mình bấm vào tên cái bạn đó để khai. Đấy. Thế thì khi mà bấm vào cái danh sách này thì sẽ phải hiện ra cái màn hình của chúng ta ở đây. Màn hình thứ ba là khai báo y tế. Thế bây giờ cái màn hình thứ ba này thì bây giờ chúng ta cần phải làm gì để thực hiện khai báo được? Đấy. Và cái kết quả của việc khai báo sẽ được lưu ở đâu? Thì như trước đã nói là sẽ được lưu ở cái đấy, danh sách là kết quả khai báo y tế này. Đấy. Chúng ta sẽ gọi một cái form ra để chúng ta thực hiện cái việc khai báo. Đấy, biểu mẫu, tôi gọi là biểu mẫu. Đấy, chúng ta sẽ gọi một cái biểu mẫu chỉnh sửa ra để chúng ta thực hiện cái việc khai báo. Chúng ta có tên là form 1 thì bây giờ chúng ta là form khai báo y tế. Cái form này bây giờ phải được liên kết với danh sách khai báo y tế, phải được liên kết với nó. Thì dữ liệu nguồn chúng ta sẽ bấm vào cái form này và mục nâng cao chúng ta vào phần dữ liệu, chúng ta data source này là nguồn này, dữ liệu nguồn để chúng ta sẽ liên kết cái form này với lại cái nguồn dữ liệu mà chúng ta sẽ lưu vào dữ liệu vào và có thể là sửa dữ liệu trên đó. Đấy, chúng ta là kết quả. Đấy. Hiện giờ thì trên này là chưa có một cái thông tin gì hiển thị trên này, mặc dù đã được kết nối với lại cái một... trạng thái của chúng ta là trạng thái tạo mới. Đấy, đây là trạng thái sửa thì chúng ta đây là trạng thái tạo mới. Nó sẽ đưa trạng thái tạo mới. Và chúng ta sẽ phải cho xuất hiện những cái thông tin, trường thông tin ở cái trên cái form này, xem là chúng ta sẽ nhập thông tin vào những trường nào. Thế cái khai báo y tế, kết quả khai báo y tế ở đây thì có họ tên này, lớp này, email này, ngày sinh, tình trạng sức khỏe, ngày khai báo hộ và người khai báo. Đấy, trường hợp chúng ta sẽ lưu cả cái người khai báo đây, nếu mà họ tên với lại người khai báo mà trùng nhau thì có nghĩa là không phải khai báo hộ. Đấy. Nhưng mà đương nhiên chúng ta vẫn có một cái trường để khai báo hộ để chúng ta cần thiết chúng ta phải lọc ra thì nó sẽ thuận lợi hơn. Đấy. Kể cả trong trường hợp trùng tên người khai báo và người khai báo hộ trùng tên thì cái thông tin khai báo hộ vẫn được có ích cho chúng ta. Thì chúng ta sẽ gọi những cái thông tin này ra, bởi vì tất cả các thông tin này đều sẽ được cập nhật vào cái danh sách này. Chúng ta sẽ vào cái mục thêm trường này của cái form này, chúng ta sẽ gọi tất cả cái thông tin này ra từ email này. Đấy. Họ tên, khai hộ, lớp, ngày khai báo, ngày sinh, người khai báo, tình trạng sức khỏe. Ta bấm chọn hết rồi, chúng ta bấm thêm vào đây. Thế thì nó sẽ ra một loạt những cái trường ở đây. Cái trường đây. Thế bây giờ chúng ta sẽ phải sắp xếp bố trí trường này làm sao cho nó hợp lý. Đấy. Cái gì mà phải điền,
phải điền, thì chúng ta sẽ thực hiện điền đây. Còn cái gì mà nó lấy được thông tin từ những cái dữ liệu trước thì chúng ta sẽ gọi nó sang cái form này. Thứ nhất là xác định cái trường hợp này có phải khai báo hộ hay không. Có phải khai báo hộ hay không thì chúng ta đặt nó đầu tiên, nên để nó đầu tiên. Khai báo chúng ta bấm vào đây, di chuyển nó lên. Chúng ta có thể thu lại những cái này để cho nó gọn. Cái trường khai hộ này chúng ta có thể thay đổi. Và chúng ta có thể cũng thay đổi cái chữ này. Chữ này là đang không có dấu và viết liền. Chúng ta bấm vào đó, chúng ta vào phần nâng cao, chúng ta mở khóa ra để chúng ta tiến hành thay thế. Mặc định nó là lấy chính cái tên trường để nó hiển thị. Thì bây giờ chúng ta thay nó bằng đây là trường hợp này khai hộ này. Đây, trạng thái khai hộ hay không. Thế để xác định cái trường này là khai hộ hay không thì chúng ta sẽ so sánh cái thông tin của cái người đang sử dụng app và cái thông tin của cái học sinh mà được chọn từ cái danh sách học sinh ở bên này. Đấy, sang ví dụ là tôi đăng nhập và sử dụng app nhưng mà tôi lại bấm vào Nguyễn Trọng Biên. Đấy, thì sang bên này vì tôi bấm vào Nguyễn Trọng Biên. Đấy, thì sang bên màn hình này thì tôi sẽ so sánh xem là cái người sử dụng và cái người được chọn vừa rồi có cùng cái tài khoản Office không. Nếu cùng thì không phải khai hộ, và nếu không cùng thì là khai hộ. Đấy, không thì khai hộ. Thì tôi sẽ bấm vào cái nút này và tôi tiến hành so sánh. So sánh thì ở đây là nếu là khai hộ thì sẽ bật lên, và nếu không phải khai hộ thì sẽ tắt đi. Đấy. Thì vào phần dữ liệu vào phần default là mặc định những cái giá trị, thì bình thường nó sẽ là lấy từ dữ liệu ở danh sách lên, nhưng mà chúng ta thiết lập công thức ở đấy thì nó sẽ thực hiện theo công thức. Đấy. Cái email của người sử dụng app, có người đăng nhập để sử dụng app thì thông tin đó chính là user.email. Tôi sẽ so sánh user.email mà khác với lại cái email của người được chọn bên kia. Người được chọn bên kia thì chúng ta gọi nó bằng cách là cái gallery danh sách học sinh. Tôi đang để nó gallery 2. Tôi sẽ điều chỉnh nó thành gallery danh sách học sinh cho dễ. Tiếp tục điều chỉnh nữa này. Đấy. Gallery danh sách học sinh chấm được chọn này chấm email. Được. Nếu cái này mà là đúng, so sánh nếu đúng là khác thì trả về kết quả là true, còn nếu không thì trả về kết quả là false. Thì các thấy là các thầy cô thấy là nó đã bật rồi, có nghĩa là cái email của cái học sinh mà tôi vừa chọn ấy, với lại email của tôi đăng nhập để sử dụng cái này là nó khác nhau. Vậy trường hợp khai hộ đây là đúng, nhưng mà chúng ta không muốn là người sử dụng lại có thể tự điều chỉnh cái này. Đây ví dụ như này tự điều chỉnh được. Đấy, chúng ta không muốn cái điều này thì chúng ta sẽ thiết lập cái này ở trạng thái là view thôi. Thì nó có một cái thuộc tính ở phần nâng cao, một thuộc tính của các đối tượng nói chung là thuộc tính display mode. Đấy. Thì chúng ta chọn là display mode .view. Đấy, có ba chế độ là disable là mở đi,
edit này là chúng ta có thể điều chỉnh được, view là chỉ xem thôi. Đấy. Thì ở đây là bật, bật thì nghe nó buồn cười, thì chúng ta sẽ điều chỉnh nó là khai hộ, là nếu tắt thì chúng ta ghi là không, đấy, bật thì chúng ta ghi là có, khai hộ có, đấy. Tiếp theo là chúng ta cho hiện thông tin cái người khai báo lên ở ngay cạnh cái thông tin vừa rồi. Đấy, thì chúng ta vẫn phải vào chỗ thuộc tính này chỉnh sửa này để chúng ta di chuyển cái người khai báo này lên. Cái người khai báo này thì là chính người đang sử dụng app khai báo. Đấy. Đang sử dụng app phải khai báo chứ không phải cái người của cái học sinh được chọn bên kia, mà đây là người sử dụng. Người dùng app nó sẽ sửa cái này thành là tôi mở khóa sửa người khai báo. Đó. Có thể coi lại thì ở đây chúng ta sẽ hiện người khai báo là chính là cái người mà đang dùng app, thì cái đó chính là nó sẽ nằm ở trong cái trường dữ liệu default này, nó chính là thông tin của người sử dụng, user. Đây. Đấy, thì đã ra được cái thông tin này. Và thông tin này chúng ta cũng không muốn cái mọi người tự ý chỉnh sửa, thì chúng ta cũng sẽ thiết lập cái thuộc tính display mode là view. Cái thuộc tính này thì tùy thuộc đối tượng, có thể nó ở tiết dưới nhưng cũng có thể nó ở phía trên này. Đấy. Người khai báo chúng ta có thể là cần lại muốn thực hiện được thì trong những cái đối tượng này nó cũng phải nhỏ hơn thì chúng ta mới có thể co được cái này lại. Bây giờ đang không co lại được thì là các đối tượng nó đều rộng. Họ và tên thì là người được khai báo, thì chúng ta sẽ đưa cái người được khai báo này, người được khai báo chúng ta sẽ đưa lên trên. Người được khai báo. Ta cũng sửa cái thông tin này. Người được khai báo. To quá. Ta có thể chỉnh lại để cho ta có thể chỉnh ở bên trên này cho nó cùng cái kích thước nó dễ. Làm những cái thứ này nó rất là nhăn nhát, nó tỉ mỉ. Thì tôi sẽ lấy cái thông tin của người được khai báo, chính là cái học sinh mà đã được bấm lựa chọn bên kia. Thì chúng ta vào phần dữ liệu đó và phần default. Thì dữ liệu đây chính là lấy từ gallery danh sách học sinh này. Lấy cái mục được chọn. Và chúng ta lấy là họ và tên. Trường họ và tên. Đấy. Thì sẽ ra cái người được khai báo. Và chúng ta muốn để chúng ta lọc học sinh khi đã khai báo rồi được chính xác thì chúng ta nên lưu cái trường thông tin về tài khoản Office 365 của cái học sinh này lại. Và trong cái
cái danh sách khai báo y tế để sau này làm căn cứ cho chúng ta lọc dữ liệu cho nó chính xác. Đấy. Bởi vì mỗi một học sinh thì có một tài khoản, nhưng mà học sinh có thể trùng tên, trùng họ. Đấy. Thì email đây cũng thế, chúng ta sẽ lấy học email của chính cái học sinh được khai báo. Thì cũng vẫn là guarantee cái xe học sinh. Email. Đấy, chúng ta để cho nó nhỏ đi. Như thế. Cứ. Những thông tin này chúng ta cũng không muốn mọi người sửa, thì chúng ta đặt cái chế độ hiển thị của nó là chế độ view. Đây cũng thế. Lớp, chúng ta sẽ phải lọc theo lớp, thì chúng ta sẽ để cái trường lớp. Cũng text chúng ta lớp. Mỗi một cái thẻ này nó có 3 đối tượng. Một cái là đối tượng chung của thẻ, thứ hai là cái nhãn, thứ hai là nhãn, và thứ ba là cái phần để kết nối dữ liệu này. Đấy. Chúng ta có thể điều chỉnh nó. Bây giờ cái phần lớp này thì chúng ta cũng lấy từ cái gallery phần dữ liệu và default. Đấy, xin chấm được chọn này. Chúng ta cũng không muốn người sửa, chúng ta chuyển nó về display mode. Ngày khai báo thì khai báo ngày nào sẽ lấy luôn ngày đấy. Đấy, vậy chúng ta sẽ tức là điều chỉnh cái này thành text, điều chỉnh tên ngày khai báo. Hay là đến ngày thôi. Khai báo. Ta lấy là today. Ngày hôm nay thì trong cái trường dữ liệu default thì chúng ta thay cái parent default này bằng today. Chính cái hàm today. Chúng ta vẫn hay dùng trong Excel đấy. Đấy. Nếu như mà trên máy của thầy cô mà nó hiển thị không đúng ngày tháng theo kiểu là ngày tháng tháng năm năm ấy, thì chúng ta sẽ phải thiết lập ở cái mục format. Chúng ta vào cái bấm vào cái data date trigger này, thì chúng ta bấm vào đó và chọn ở trên chỗ này, chúng ta cũng sẽ chọn được những cái thuộc tính của nó. Chúng ta thuộc tính format. Bấm vào cái đúng cái ngày tháng cơ, đối tượng ngày tháng, ta chọn format đấy. Và thì mặc định nó là short date, nhưng mà có thể sẽ không đúng cái cấu trúc chúng ta thông thường chúng ta dùng, thì chúng ta sẽ định dạng cho nó chính xác. Chúng ta dùng cái định dạng là td man man thì nó sẽ chính xác, dù là thiết lập ở hệ thống của chúng ta, ở cái trang SharePoint của chúng ta như thế nào, thì nó vẫn sẽ hiện đúng như thế này. Đấy. Và chúng ta cái ngày này cũng không muốn bị thay đổi, khai báo ngày nào đúng ngày đó, dạng thiết lập, chỉ xem. Thế thì cái thông tin ngày sinh này thì đáng ra nó phải ở phía trên, thì tôi sẽ chỉnh nó lên phía trên để chúng ta phân biệt học sinh. Nếu chúng ta không cần thiết phải phân biệt học sinh bằng ngày sinh thì chúng ta có thể không gọi trường này ra cũng được, không sao cả.
muốn nó đẹp thì chúng ta phải rất tỉ mỉ để chỉnh từng chút một. Đấy. Thì nó mới đẹp được, hoặc chúng ta chọn nhiều đối tượng, nếu mà cùng kích thước chọn nhiều đối tượng xong thì chúng ta chỉnh cùng một lúc. Xinh này, cũng đấy là ở trường dữ liệu Defo này. Đấy, xinh. Ta cũng không muốn để mọi người sửa cái thông tin này, chuyển thành view. Đấy. Như vậy là chúng ta đã có rất nhiều những cái thông tin liên quan đến cái người được khai báo. Đấy. Người được khai báo. Tiếp theo là cái quan trọng nhất là bây giờ khai báo cái tình trạng khỏe là bảo. Đấy, tình trạng sức khỏe. Thế thì nếu mà bây giờ để chúng ta gõ dữ liệu vào, ví dụ như này. Thì có người sẽ gõ là ho như này, nhưng có người sẽ gõ là ho như này. Thì lúc đấy việc lọc dữ liệu liên quan đến tình trạng sức khỏe là sẽ gặp khó khăn. Vậy thì chúng ta phải có một cái sự thống nhất để làm sao chúng ta lọc nó sẽ chính xác. Cùng kiểu nó sẽ ra được đúng những cái người bị có kiểu như vậy. Đấy. Thế thì tôi sẽ thiết lập ở đây một cái hệ thống để chọn. Có nhiều cách để chọn. Ví dụ chúng ta có thể chọn bằng cách là bấm vào nút sổ xuống như thế này. Đấy, như trường hợp này. Đấy. Nhưng chúng ta cũng có thể chọn dưới dạng là các nút chọn như là thi trắc nghiệm. Như thi trắc nghiệm chọn ABC. Đấy. Thế thì ở đây tôi sẽ lựa chọn cái hình thức là chọn như thi trắc nghiệm. Tôi sẽ gọi một cái đối tượng ra. Và đối tượng này tôi đặt ở ngoài form nhé. Ngoài cái form 1 này. Đấy, ngoài cái form 1 này. À, ngoài form khai báo y tế này. Tôi không đặt ở trong form đấy. Cho nên tôi co lại. Đấy. Tôi sẽ gọi ra. Nó thuộc cái nhóm dữ liệu đầu vào. Thì vào đầu vào và chọn. Radio button này. Khi gọi ra thì mặc định nó sẽ như này, chúng ta sẽ điều chỉnh về kích thước, chúng ta để điều chỉnh nút chọn về 50, nó sẽ nhỏ đi. Đấy, 50, nhỏ đi. Chúng ta có thể chọn nó ngang, nó dọc, và tùy chúng ta, nhưng ở đây chúng ta sẽ chọn nó là dọc. Đấy, chọn là dọc. Thế chúng ta sẽ thay những cái số 1, số 2 bằng những cái nội dung mà chúng ta muốn học sinh lựa chọn để khai báo. Thì mặc định nó sẽ là cái mục item trong phần dữ liệu, mặc định nó sẽ là mục item này. Cái default này là mình sẽ ví dụ như trường hợp mà ở dạng mặc định này nó là 1 là 2 thì mà chúng ta bấm vào đây qua đây là 1. Default thì 1 sẽ được chọn. Đấy, nếu ra để trống thì sẽ không được chọn. Chúng ta bấm là 2 thì 2 mặc định sẽ được chọn. Đấy là mặc định. Thế đây thì chúng ta sẽ là lựa chọn là có những cái trạng thái mà chúng ta cần phải yêu cầu học sinh khai báo. Cái cách thức ở đây chúng ta đưa vào là chúng ta dùng mở dấu ngoặc vuông. Đấy. Sau đó thì chúng ta khai báo ví dụ là bình thường. Rồi, chúng ta phải đặt trong dấu nháy kép. Sau đó chúng ta lại cách ra. Thì tùy máy, có thể máy tôi là dấu chấm phẩy, máy của tôi thầy cô có thể là máy có thể là dấu phẩy. Sau đó thì chúng ta tiếp tục khai báo. Cái lựa chọn thứ hai là ho. Đấy. Lựa chọn thứ ba là sốt. Chọn thứ tư là khó thở. Đấy. Thì chúng ta đã được đây. Nếu không đủ thì chúng ta kéo giãn ra. Đấy. Chúng ta đặt cái tên cái lựa chọn này là radio trạng thái. Okay. Và chúng ta sẽ kết nối cái này, cái trường tình trạng sức khỏe này với lại cái radio, cái mục lựa chọn trạng thái y tế đấy. Đấy. Thì chúng ta lại bấm vào cái là cái data card
giá trị này của cái tình trạng sức khỏe, thì ở cái mục cái phôi này, thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ cái radio trạng thái y tế chấm cái được chọn này, sẽ là cái được chọn đấy. Chấm value là cái giá trị đó. Đấy. Bây giờ tôi thử thì cô sẽ thấy bình thường, sốt, khó thở, đấy, nó đã lên đó rồi. Thế nhưng mà thực tế chúng ta không muốn nó hiển thị cái này. Chúng ta chỉ cần hiển thị cái những cái nút chọn thôi, còn không muốn hiển thị cái ô này. Thì chúng ta cứ cho nó ẩn nó đi. Nó ẩn nó đi, không ảnh hưởng gì cả. Đấy, chúng ta để đây để chúng thiết kế và chúng ta khẳng định là chúng ta lựa chọn như nào nó đã được như thế rồi. Thì chúng ta cho nó ẩn đi. Thì chúng ta các cái đối tượng này nó có một cái thuộc tính là visible, là chúng ta đặt nó là full. Sẽ ẩn đi. Đấy. Và chúng ta thiết kế nó lại một chút ở chỗ này. Cho một cái nhãn vào đây. Đấy, rồi nhãn này. Đây này đang ấy, chúng ta co lên cho nó. Đấy, đấy. Nhãn đây là trạng thái. Đây là tình trạng. Đây là trạng thái. Sau khi thiết kế xong thì bây giờ chúng ta muốn là tất cả những thứ khai báo này thì chúng ta sẽ được lưu lại. Thì chúng ta sẽ thiết kế một cái nút để chúng ta khai báo xong chúng ta bấm nó lưu lại, thì chúng ta lại thêm một cái biểu tượng vào. Ở đây. Đấy, chúng ta thêm một cái biểu tượng. Đây. Chúng ta đổi kiểu đây. Này đổi màu sắc có thể nhìn đấy. Chúng ta sẽ bấm nút này và nó lưu lại, thì cái lệnh của nó là gì? Lệnh ở đây chính là on select ấy, và chúng ta gắn cái lệnh vào mục on select đấy. Lệnh của nó chính là submit form. Form đây là form nào? Form của chúng ta là form khai báo y tế. Đấy. Cái màu sắc, đây có để những màu sắc ở đây, nó tương ứng cái màu mà nó hiển thị bên này để đảm bảo là chúng ta đã lựa chọn đúng. Chúng ta submit xong, có nghĩa lưu lại xong thì nó trở lại cái danh sách học sinh. Chúng ta thêm một cái lệnh nữa là back. Thì ở cái máy của tôi là cái ngăn cách giữa các cái thành phần trong một hàm ấy là nó bằng dấu chấm phẩy, cho nên là ngăn cách giữa các lệnh nó sẽ là hai lần dấu chấm phẩy. Nếu mà ở máy của thầy cô mà ngăn cách giữa các lệnh trong một hàm là dấu phẩy thì ngăn cách giữa các lệnh chỉ là một dấu chấm phẩy thôi. Đấy. Ngoài ra tôi trường hợp mà chúng ta lựa chọn xong chúng ta không muốn khai báo mà chúng ta muốn trở lại thì chúng ta vẫn phải thêm một cái biểu tượng nữa để trở lại cái màn hình trước. Đây. Tương tự như lúc trước chúng ta có. Chúng ta thiết lập cái lệnh nó là lệnh back. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta thử chạy xem nó vấn đề gì nó xảy ra. Đây, ví dụ bắt đầu từ đây. Đấy. Có một học sinh này. Thì hiện giờ cái này là chưa được kết nối với cái màn hình bên kia, cho nên bấm vào đây nó không có biểu hiện gì. Đấy. Thì chúng ta phải gọi cái hàm bên kia ra. Đấy. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái bộ sưu tập này và chọn vào cái hành động on select này. Thì chúng ta lại tôi lại copy cái lệnh này sang. Lệnh này dài lắm không nhớ. Tôi gọi cái màn hình thứ ba ra.
gọi màn hình thứ ba là màn hình khai báo y tế. Khai báo. Đấy. Ví dụ đây. Tôi bấm vào đây. Đấy, thì nó ra màn hình này. Bấm vào đây nó quay lại. Đây ra màn hình này. Đấy. Lựa chọn. Là bình thường. Tôi bấm submit. Đấy. Thì nó quay trở lại màn hình cũ. Bây giờ chúng ta xem cái mà chúng ta vừa lựa chọn vừa khai báo đấy, nó đã về đến dữ liệu của chúng ta chưa. Đấy. Nhìn đây chúng ta chưa thấy gì, chúng ta sẽ refresh để xem nó. Đây, như vậy là dữ liệu của chúng ta đã được về danh sách khai báo y tế. Đấy, họ tên của người được khai báo là Dương Thanh Hà, lớp 10A4, có địa chỉ email này, ngày sinh này, trạng thái khai báo là bình thường. Ngày khai báo là ngày 25 tháng 9, ở trong này nó đang không hiển thị đúng. Đấy, có thể do tôi thiết lập nó chưa đúng 25 tháng 9 thì chúng ta có thể thiết lập ở trong này. Sai content set sai vào phần này để chúng ta khai báo lại. Đấy, chúng ta đang khai báo cái tham gian ở vùng thời gian ấy, là UTC-8, chúng ta sẽ là UTC+7 C+7 Hà Nội bằng câu ra. Đấy. Ok. Xin lỗi. Đấy. Hiện giờ nó vẫn đang bị như thế này. Đấy. Nhưng mà để tí chúng ta khai báo trường hợp sau xem nó thế nào. Tôi sẽ khai báo tiếp trường hợp này. Nó xảy ra một cái vấn đề như thế này. Đấy, các thầy cô thấy là nó xảy ra một cái vấn đề là nó không hiện ở phía trên này. Cái form không hiện mà chỉ hiện cái phần cho chúng ta khai báo thôi. Đấy, thế thì cái này chúng ta phải xử lý nó. Đấy, do cái lúc mà chúng ta cái hành động on select ở cái bộ sưu tập danh sách học sinh ấy, nó thiếu một lệnh. Đó là lệnh lưu form. Đấy, tạo một cái form mới. Form ở đây của chúng ta vẫn là form khai báo y tế. Tôi thực hiện lại, tôi sẽ thấy. Đang mất thông tin gì đây? Đấy. Bây giờ dữ liệu nó chưa chạy xong, mấy chấm chấm này chưa chạy xong thì tôi đã bấm. Đấy. Tôi khai báo. Nó đã trở lại cái màn hình này. Và bây giờ tôi bấm tiếp khai báo cho một học sinh khác. Đấy. Thì nó hiện ra đây và không có hiện tượng bị mất như vừa rồi. Đấy. Thế phần dữ liệu của chúng ta khai báo thì hiện giờ đã có được 3 lần. Đấy. Nếu khai báo đúng tên mình thì nó sẽ hiện đúng ở đây. Đấy. Đúng tên mình sẽ hiện đúng ở đây. Hai cái bên này sẽ trùng nhau. Thế thì có những thầy cô muốn là khi khai báo xong nó trở lại cái màn hình danh sách học sinh, và khi bấm vào một học sinh khác sang bên này thì nó không lựa chọn sẵn, hay nó không lưu lại những cái lựa chọn ở cái phần trạng thái của học sinh trước đấy mà nó trở về là không có gì, thì chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh là reset lại cái đối tượng này. Đấy, chúng ta sẽ bổ sung thêm một lệnh nữa vào đây. Reset radio. Đấy là radio trạng thái y tế. Đấy, chúng ta sẽ thực hiện lại, sẽ thấy. Đấy, nó đã
được xóa đi hoàn toàn, xóa đi hoàn toàn cái việc đó. Bây giờ tôi sẽ thực hiện việc khai báo, tôi bổ sung vào cái danh sách học sinh chính cái tài khoản của tôi, thêm vào đây một cái để tôi thực hiện khai báo cho chính tôi xem thế nào. Tôi cho vào tôi là 11 chỉ email. Ngày sinh thôi không cần thiết. Trong quá trình thiết kế thì khi thêm dữ liệu vào thì chúng ta phải thực hiện một cái việc, đó là chúng ta làm mới cái dữ liệu của chúng ta. Nhưng khi chúng ta đã phát hành ứng dụng rồi thì cái việc thêm dữ liệu vào một cái bảng ở đấy không đòi hỏi chúng ta phải làm mới. Đấy, như vậy tôi vừa thêm tôi vào danh sách học sinh lớp 10 A1. Ví dụ tôi thử để các thầy cô thấy là đây, tôi chọn 10 A1 thì tôi ở cuối danh sách. À xin lỗi, đây có sẵn rồi, xin lỗi thầy cô là chỗ này nhớ nhầm. À, có sẵn tên tôi ở đấy rồi. À, thế bây giờ tôi thực hiện khai báo cho chính tôi. Đấy, thì người khai báo này, người được khai báo này, giống hệt nhau. Đấy, và khai báo. Thì kết quả khai báo cũng y như là khai báo hộ, nhưng mà cái người khai báo và người khai báo, à, họ tên người được khai báo và người khai báo là giống nhau. Và cái khai hộ sẽ không được thông tin đây. Đây, thì ở trên này cái thông tin khai hộ nó cũng đã báo là không rồi. Không à. Như vậy là cái việc là thiết kế một cái ứng dụng để cho học sinh khai báo y tế thì nó như vậy, như tôi vừa trình bày. Thế còn một cái vấn đề nữa là học sinh khai báo rồi thì các thầy cô chủ nhiệm muốn xem cái tình hình học sinh khai báo, học sức khỏe học sinh như thế nào, thì các thầy cô sẽ phải thực hiện cái việc là thiết kế thêm một cái màn hình để hiển thị cái kết quả khai báo học của học sinh lớp mình. Đấy, sinh lớp mình. Tôi sẽ thiết kế thêm cái màn hình đó. Đặt tên cái màn hình này là kết quả của lớp, khai báo của lớp. Cũng tương tự ấy, sẽ tạo ra những cái thì sau chúng ta sẽ chọn xử lý sau. Đây chúng ta sẽ gọi một cái bộ sưu tập ra. Gọi một bộ sưu tập để hiển thị. Sẽ có nhiều thông tin hơn, tôi chọn làm 3 đi cho nó dễ. Đấy. Thế nhưng mà tôi cũng muốn ở đây là cái việc là kiểm tra, muốn là kiểm tra theo ngày. Đấy. Theo cái ngày này, có thể là ngày hiện tại hoặc là một cái ngày nào đó. Tôi sẽ gọi một cái bộ điều khiển ngày ra để chúng ta sẽ lựa chọn ngày.
xem trở lại cái kết quả khai báo ngày tháng ấy nó có khác. Ô, tôi chỉnh rồi mà nó vẫn giữ nguyên trạng thái ngày khai báo này. Sau sẽ tư duy lại cái chỗ này một chút. Vẫn ở dạng thì dạng là tháng so với đến ngày. Không biết tí lọc nó có ra đúng như thế không. Thế thì cái bộ sưu tập này sẽ được liên kết dữ liệu với lại cái kết quả khai báo y tế. Kết quả khai báo y tế. Và cái dữ liệu nó sẽ phải được lọc để nó hiển thị đúng cái lớp. Đúng cái lớp. Thì chúng ta vào phần nâng cao, vào phần item này. Chúng ta đặt lên mặc định là chúng ta để cả dữ liệu của cả cái bảng đấy. Ta phải dùng cái lệnh item này. Lớp. Đấy, bây giờ tôi cứ lấy là sau chúng ta sẽ bấm ở cái danh sách lớp để ra. Nó bằng canary danh sách lớp. Lớp. Thế là sẽ lọc dữ liệu. Anh viết ra chữ thường nó không được, phải viết chữ hoa để nó trùng với tên lớp này. Đấy. Thì lúc trước đang chọn nên là cái lớp A1 này mới có duy nhất một sinh khai báo. Nhưng mà chúng ta phải còn căn cứ thêm ngày nữa thì chúng ta đặt tên cho cái đối tượng ngày thì ngày khai báo. Cái cơ khai báo y tế. Thì chúng ta phải bổ sung thêm cái điều kiện lọc nữa. Date click cơ khai báo y tế chấm ngày được chọn ngày này thì bằng cái ngày trong gallery bằng ngày khai báo đấy, bằng ngày khai báo trong cái danh sách này đấy, khai báo. Ví dụ như là đây tôi chọn ngày khai báo khác đi thì sẽ không còn nữa. Đấy. Tôi chọn đúng cái ngày 20 năm thì có ngay. Đấy. Ví dụ tôi khai báo thêm mấy học sinh ở lớp 10A1 này nữa để cho nó khá khá. Tôi giờ quên không chọn này, quên không chọn. Không chọn trạng thái. Đấy, thì nó sẽ có cái vấn đề mà chúng ta trong quá trình làm chúng ta sẽ phát sinh thêm. Đấy, việc là do chúng ta không chọn. Đấy, ví dụ có trường hợp nó quên chọn. Đấy, thì quá trình làm chúng ta phải đặt điều kiện như nào đó để bắt buộc phải chọn. Đấy, và cái kết quả khai báo thì nó đã xuất hiện đây rồi. Đấy. Như vậy là có lọc theo lớp thì nó sẽ xuất hiện luôn là chỉ trong lớp đó. Đấy, chúng ta muốn xem là cái trạng thái của học sinh khai báo như nào. Không lớp thì chúng ta thông tin lớp ở trên thanh tiêu đề luôn, cho nên chúng ta cần và với lại. Đấy. Đấy. Chúng ta bỏ cái thông tin lớp này đi. Giờ chúng ta thông tin thêm ngày sinh vào đấy để cho phân biệt được sinh. Đấy, thì chúng ta thay chữ lớp này bằng chấm ngày sinh. Đấy. Chúng ta có thể thay ở dưới này, cũng có thể thay trên này nhưng mà với điều kiện là nó phải trùng với lại cái trường của chúng ta. Ngày sinh. Thêm một cái nữa là bên dưới này, đây trên cùng này, ta đổi vị trí.
có thể được. Mất chạy mất một số tầng. À, đây rồi, ngày sinh thì chúng ta bây giờ là cho ngày sinh rồi này, chúng ta tôi xóa một trường, bây giờ tôi sẽ thêm nó vào. Trường này cho trường trạng thái. Trạng thái. Đấy. Chỉnh nó để cho nó có lại. Trạng thái, những trường hợp này quên không khai báo trạng thái nên là nó trắng. Đấy. Thì đấy là cái mà chúng ta có thể là tạo ra cái màn hình để chúng ta theo dõi theo lớp. Theo dõi theo lớp. Thế thì đúng ra thì chúng ta phải có tạo một cái màn hình gọi là cái menu ban đầu ấy, để nếu như là học sinh vào khai báo thì sẽ bấm một cái nút nào khai báo y tế, còn nếu là giáo viên vào xem thì chúng ta sẽ có cái nút để cho giáo viên vào xem, nhưng ở đây là đang không có cái màn hình đó. Đấy, thì tôi cũng có thể là sẽ thiết kế cái màn hình như vậy. Đấy. Thiết kế màn hình như vậy. Thì tôi thiết kế thêm một cái màn hình. Đấy, nhưng mà có một cái vấn đề đây là không thiết kế trước, cho nên là khi mà chúng ta chạy chương trình mà đã được xuất bản ấy, thì bao giờ nó cũng chạy cái màn hình đầu tiên này. Đấy, chạy màn hình đầu tiên. Tôi cũng chưa tìm cách là xem là có thể gọi một cái màn hình khác ra hay không, màn hình khác cái màn hình đó ra hay không. Sau tiễu có thể nhờ anh Nam hướng dẫn một chút ở cái chỗ đấy. Đấy. Màn hình này thì chúng ta không cần thêm tiêu đề gì mà chúng ta có thể là cho vào đây một cái nút. Nút này là khai báo y tế, xin khai báo y tế. Cái nút thứ hai, nút xem kết quả khai báo. Đấy. Thế thì khi chúng ta bấm vào cái nút này thì nó sẽ gọi cái màn hình đầu tiên ra. Màn hình đầu tiên ra. Vào cái hành động on stage của nó. Hình này là màn hình sách lớp. Chúng ta cũng sẽ cần một cái màn hình danh sách lớp nữa. Đấy. Cần một màn hình danh sách lớp nữa để nó giúp cho cái việc chúng ta xem cái kết quả khai báo y tế của các lớp. Đấy, đây là chúng ta màn hình đặt cái màn hình này, màn hình đầu tiên đây. Start đây. Start không biết phải đúng không? Có biết đúng không? Chúng ta sẽ sao chép cái danh sách lớp này ra thành một cái bản tương tự như thế. Chúng ta bấm vào nút 3 chấm này. Và màn hình trùng lặp này. Thì chúng ta ra một cái danh sách tương tự đấy, nó gọi danh sách lớp 1.
được thiết kế tương tự như là danh sách của chúng ta. Thế thì cái nút thứ hai này sẽ gọi cái màn hình danh sách lớp 1 ra. Và cái phần mà xem kết quả khai báo lớp này thì lúc trước là chúng ta lấy thông tin là dựa vào cái gallery danh sách lớp. Đấy, nhưng mà cái đấy nó lại ở cái màn hình danh sách lớp 1. Nhưng bây giờ chúng ta phải lấy thông tin từ cái gallery mà nằm ở cái danh sách màn hình danh sách lớp này cơ. Đấy. Thì chúng ta sẽ nói là gallery danh sách lớp gạch dưới 1. Thì chúng ta sẽ sửa nó. Chúng ta sẽ sửa nó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện. Đấy, nếu chúng ta và đây là danh sách là khai báo theo học sinh. Đấy. Thì chúng ta sẽ được cái đó. Còn nếu mà chúng ta ở đây ta bấm vào xem khai báo thì nó sẽ ra cái mục cái này nó cũng đang có cái hành động on select là gọi cái màn hình danh sách học sinh ra. Thì bây giờ chúng ta phải gọi cái màn hình khai báo kết quả lớp ra, thì cái hành động on select của cái màn hình danh sách lớp 1 này sẽ được thay thế bằng cái hành động gọi là màn hình khai báo y tế, kết quả khai báo y tế. Screen kết quả khai báo lớp. Đấy. Tôi xin phép đặt luôn hai cái nút back, cái nút back vào đây để nó trở về cho chúng ta cho tiện sử dụng. Ta cũng xin back. Tương tự thế với cái màn đóng cửa bác anh. Chúng ta bấm đây, chúng ta thấy danh sách lớp này đang là 10A2, hiện giờ đang không có. Chúng ta chưa thiết kế cái nút back cho cái màn hình này. Chúng ta thiết kế thêm nút back để trở lại. Ok. Là 4 có 6 không? Đấy, về 6 thì có. Kết quả khai báo thể hiện không thể hiện trạng thái, kiểm tra lại. 5 5 12. Cái chỗ này đang có vấn đề. Tiêu đề này là đang tiêu đề của màn hình này đang được lấy từ cái gallery lớp chứ không phải gallery lớp 1. Không có. 1
6 có khai báo y tế, khai báo 4 phân chủng thành. Quả 14 trung thành ngay. Dữ liệu cập nhật về SharePoint thực ra rất là nhanh, nhưng mà hiển thị ở trên cái trang SharePoint mà chúng ta xem trên web này nó sẽ chậm, nhưng thực tế nó cập nhật về rất là nhanh. Này thông tin trạng thái nữa. Ta có thể điều chỉnh nó, cái này thì là họ tên chấm tên, dưới này thì là trạng thái, ta chọn cái ngày xem. Ngoài ra thì các thầy cô có thể là lựa chọn là xem trong cái khoảng thời gian thì chúng ta sẽ phải thiết lập thêm một cái nút chọn thời gian nữa, và chúng ta có thể so sánh các khoảng dựa trên khoảng thời gian thì cũng vẫn thực hiện được. Chúng ta có thể kiểm tra xem khoảng trong một tuần này thì thế nào, trong 2 ngày gần đây thì thế nào. Thế chúng ta làm xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành phải lưu. Đây nó bảo chúng ta lưu vào đám mây với cái tên. Vậy tôi đặt cái tên ở đây là khai báo y tế và bấm lưu. Nó sẽ lưu trên bộ nhớ đám mây của cái tài khoản của chúng ta. Lưu xong thì là chúng ta có thể chia sẻ. Cách thức chia sẻ thì chúng ta chia sẻ bằng cách là chúng ta nhập địa chỉ email của người ta, người mà chúng ta cần chia sẻ vào đây. Chia sẻ cho cái tên như này thì chúng ta sẽ bấm đến. Khi chia sẻ như này thì cái người mà được chia sẻ này là mới được quyền dùng cái app này. Thế nhưng mà lại cái dữ liệu này lại chưa được dùng. Thì phải thực hiện cái việc chia sẻ dữ liệu để người dùng. Thì dữ liệu chúng ta cũng phải vào mục chia sẻ và chúng ta cũng chia sẻ. Ta có áp dùng bao nhiêu cái danh sách dữ liệu thì chúng ta phải chia sẻ bấy nhiêu cái cho người mà chúng ta cho phép sử dụng. Ví dụ như trong nhà trường chúng ta có 1.000 học sinh và phải thực hiện cái khai báo thì chúng ta phải chia sẻ cái app này và dữ liệu cho 1.000 học sinh đó, thì chúng ta copy được hàng loạt để chúng ta tiến hành chia sẻ. Mỗi một cái tài khoản nhau cách nhau bởi một dấu chấm phẩy thì chúng ta vẫn chia sẻ được bình thường. Trong quá trình chúng ta làm mà chúng ta phải sửa app vì lý do gì đấy mà chúng ta phải sửa, ví dụ như thế này phải sửa, thì chúng ta lại phải lưu lại và chúng ta phải xuất bản lại, thì những cái người mà đã được chúng ta chia sẻ thì mới dùng được cái app sau khi chúng ta đã chỉnh sửa. Còn nếu mà và chúng ta không phải chia sẻ lại nữa, chúng ta chỉ cần xuất bản thôi. Kính thưa thầy cô, một thời gian cần 1.5 tiếng chia sẻ cách xây dựng cái app khai báo y tế. Trong cái app này, trong quá trình thực hiện cái app này thì cũng đã có một số cái kỹ thuật liên quan đến thiết kế màn hình, việc liên quan đến việc sử dụng các cái bộ sưu tập, liên quan đến việc rút chọn radio, và liên quan đến việc là cái form chỉnh sửa nó có lệnh là lưu form và submit form để chúng ta lưu dữ liệu vào trong cái SharePoint của mình.
ta cũng đã được giới thiệu cách sử dụng cái cung cái công cụ về liên quan ngày giờ để chúng ta lựa chọn ngày giờ giúp cho cái việc lọc dữ liệu của chúng ta nó chính xác. Thì trong quá trình trình bày thì cũng có thể là nó chưa được rõ ràng thì tôi mong các thầy cô thông cảm. Và sau đây xin mời các thầy cô có nội dung gì cần trao đổi, chúng ta trao đổi với nhau hơn. Cũng xin hỏi luôn anh Nam là nếu có biết là nếu tôi muốn khi xuất bản rồi mà chạy ứng dụng nó chạy luôn cái màn hình tab mà tôi thiết kế sau cùng này thì ở đâu để thiết lập được? À, cái này nó sẽ có một chỗ để mình đổi lại cái màn hình nó hiển thị ra đầu tiên nha anh. À, cái này chắc em sẽ gửi lại tài liệu cho bên mình sau, tại vì hiện tại em cũng không có nhớ cách làm nó làm như thế nào. Dạ. À, nhưng mà mình sẽ đổi được. À, rồi cũng xin cảm ơn thầy Chí rất là nhiều trong phần trình bày rất là rõ và cũng rất là chi tiết. À, các anh chị mình cũng đã thấy là chỉ trong vòng vỏn vẹn là 90 phút, 1 tiếng rưỡi mình đã có thể xây dựng xong một cái ứng dụng khai báo y tế, kết hợp cái nơi lưu trữ dữ liệu là SharePoint và mình tận dụng cái giao diện là Power App để mình có thể thiết kế dành cho các anh chị, các thầy cô nào mình chưa biết thì khi mà mình thiết kế trên Power App này thì cái ứng dụng của mình nó sẽ là đa nền tảng, có nghĩa là các anh chị mình có thể sử dụng trên giao diện web giống như thầy Chí nãy giờ, hoặc là mình có thể sử dụng trên phần mềm Microsoft Teams, hoặc là mình có thể cài trên điện thoại của chúng ta và sử dụng. Điện thoại thì từ Android đến iOS hay là iPad thì cái nào cũng đều hỗ trợ hết. Đó, thì đó là cái mà em muốn chia sẻ với các anh chị, các thầy cô để mình nắm bắt được cái điểm yếu cũng như điểm mạnh của cái ứng dụng cái phần mềm này. Khi mình xây dựng thì mình sẽ biết tác dụng nó được tới đâu và mình sẽ chọn được cái giải pháp nó phù hợp. Thì có một phần em thấy lúc ban đầu thầy Trí mình cũng hướng dẫn khá là nhanh. Nhưng mà chắc trong nhóm mình, các anh chị, các thầy cô mình đang tham dự bây giờ thì cũng có một số thầy cô khá là mới với bộ môn Power App này, thì chắc không biết có thể nhờ thầy Chí hướng dẫn nhanh lại cách mình tạo ra một trang SharePoint và một cái danh sách rất là cơ bản thôi, vài cột thôi, vài dòng thôi, để cho các thầy cô mình, các anh chị mình ở đây mình nắm được không ạ? Vâng. Dạ, xin cảm ơn thầy Chí. Hướng dẫn về việc tạo một cái SharePoint list à? Dạ đúng rồi, một trang SharePoint và một danh sách SharePoint list. À, một trang SharePoint và một danh sách SharePoint list. Dạ, tại vì lúc đầu thì em thấy là anh đã có hết rồi. Tuy nhiên là các thầy cô có thể là hơi bỡ ngỡ ở đây, có thể là không biết cách tạo. Dạ. Vâng, vâng. Dạ, cảm ơn thầy. Thông thường thì khi các thầy cô đăng nhập vào Office.com thì mình sẽ có màn hình như thế này. Đấy, thì chúng ta lựa chọn cái mục SharePoint này để chúng ta tạo các cái SharePoint list, cái trang SharePoint. Ta tạo trang SharePoint trước. Đấy. Thực tế ra thì khi các thầy cô bấm vào cái mục để chúng ta vào cái giao diện SharePoint thì các thầy cô cũng sẽ thấy rất nhiều trang SharePoint ở trong đó rồi. Chúng được tạo ra khi chúng ta tạo các nhóm team. Các thầy cô có thể tận dụng luôn cái nhóm team đó để sử dụng tạo các SharePoint list cũng được, hoặc mình có thể tạo thêm. Ví dụ chúng ta tạo một cái trang SharePoint mới thì chúng ta vào website. Thì chúng ta ở đây nó có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là cái size nhóm và cái thứ hai là size cộng tác. Size cộng tác. Thế thì chúng ta lựa chọn cái size nhóm thì nó sẽ hạn chế cái người biết được cái thông tin từ cái size của mình. Đấy. Chúng ta sẽ tạo quả tên của size ở đây. Đấy. Thì khi chúng ta gõ tên đây thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái địa chỉ của cái nhóm của mình. Nếu mà chúng ta muốn cái nhóm này, muốn sử dụng cái địa chỉ nhóm này để làm những công việc
gì đó thì chúng ta có thể sửa cái thông tin nhóm này cho nó dễ nhớ hơn. Đấy, còn nếu không chúng ta có thể để nguyên như thế này cũng được. Đấy, và các cái diễn giải liên quan. Đấy, setting ở đây là trạng thái là chỉ có những thành viên có thể truy cập được site, và ngôn ngữ là English. Ta chờ lúc nó sẽ tạo xong. Chúng ta có thể thêm luôn những cái chủ sở hữu cho site vào đây, hoặc là chúng ta có thể thêm những cái thành viên vào đây. Đấy, sau đó thì chúng ta bấm delete. Thì chúng ta sẽ ra một cái trang SharePoint như thế này. Đấy, chúng ta có thể lựa chọn các cái mẫu, cách duyệt qua các cái mẫu để chúng ta chọn cho trang SharePoint của mình. Đấy, ví dụ như thế này. Tôi sử dụng mẫu này chẳng hạn. Thực ra thì hôm trước thì chỗ anh Nam cũng đã giới thiệu với các thầy cô về việc sử dụng cái trang SharePoint vào một số công việc khác rồi đấy. À, chúng ta cũng đã có cái sự lựa chọn về giao diện trang SharePoint, thì hôm nay tôi không nói sâu về cái đó nữa. À, hiện giờ tôi cũng chưa có sử dụng trang SharePoint vào các công việc liên quan đến ở trường của mình. À, tiếp theo tôi giới thiệu về cách tạo một cái SharePoint list ở trong một trang SharePoint. Thì khi chúng ta vào trang SharePoint này, chúng ta sẽ bấm vào cái mục mới. Đấy, thì nó sẽ xuất hiện ra hàng loạt những cái để chúng ta tạo mới, bao gồm danh sách thư viện, trang, không gian. Ở đây chúng ta sẽ là tạo danh sách. Khi chúng ta tạo danh sách thì chúng ta có mấy lựa chọn. Một là tạo danh sách trống. Hai là tạo danh sách từ Excel. Và thứ ba là tạo danh sách từ một cái trang SharePoint khác. Đấy, trang SharePoint khác. Đấy. Tạo danh sách từ, tôi có thể tạo từ Excel nếu tôi có một cái trang SharePoint khác trước. Cái tạo từ Excel thì nó có cái thuận lợi như này. Thuận lợi là nếu như mà cái file Excel của thầy cô mà đã có dữ liệu rồi thì toàn bộ dữ liệu sẽ được nạp lên trên cái trang SharePoint, cái SharePoint list của mình. Và sau này chúng ta không phải làm cái thủ công. Ví dụ như danh sách lớp, danh sách học sinh của như của tôi có 1.500 danh sách học sinh. Mà chúng ta làm danh sách trống, sau này chúng ta nhập dữ liệu bằng một cách nào đó thì sẽ mất rất nhiều thời gian, bởi vì là SharePoint lại không có cái tính năng là nạp dữ liệu từ Excel mà khi có một cái danh sách có sẵn rồi. Đấy, cho nên là cái đó là cái mà sẽ gây trở ngại chúng ta, cho nên là chúng ta sẽ tạo từ cái danh sách Excel có sẵn. Đấy. Ví dụ như ở đây, đây tôi có cái danh sách là khai báo COVID gì đây, không biết có dữ liệu gì không. Đấy. Ví dụ thế này. Đấy. Cũng như đấy, ngày xưa ý tưởng tôi mới là tạo như này thôi. Đấy. Thì ra là một cái lấy từ cái file Excel đó nên thì dựa trên dữ liệu có sẵn trên nó thì nó sẽ gợi ý cho chúng ta về kiểu dữ liệu của các cái cột. Các cột chúng ta ở đây đều là dòng văn bản đơn. Và nếu có trường hợp số nó sẽ gợi ý là số, hoặc để nếu chúng ta để trắng cái trường thì chủ yếu nó sẽ gợi ý là số. Và chúng ta sẽ lựa chọn đấy. Đấy. Thì nó sẽ tạo ra một cái tên rất là dài. Đấy. Nó bao gồm cả cái mã hóa của nó, tên của nó. Thì chúng ta có thể xóa phần đó đi, không sao. Miễn là trong cùng một trang SharePoint chúng ta không có những cái danh sách cùng tên là được. Bấm vào tạo và sẽ tạo. Đấy, như vậy là chúng ta đã có một cái danh sách KV COVID ở đây. Đấy. Lúc này cái chữ new này, này mà chúng ta bấm là chúng ta sẽ bấm để thêm những cái mục item hoặc là gọi là bản ghi ấy, vào cái danh sách này. Đấy, chúng ta muốn tạo danh sách khác thì chúng ta lại bấm vào cái nút phía trên này để chúng ta quay về cái giao diện của trang để chúng ta tạo thêm. Đấy. Ví dụ chúng ta vẫn tạo danh sách
nhưng mà chúng ta tạo từ một cái danh sách hiện có. Đấy. Có thể rất nhiều những cái trang SharePoint của các thầy cô được tạo ở trước đó rồi, và nó có những cái file, có những cái danh sách mà chúng ta có thể muốn tận dụng lại, thì chúng ta sẽ lựa chọn để chúng ta tận dụng lại. Tuy nhiên thì nó không lấy toàn bộ dữ liệu sang, mà nó chỉ lấy cấu trúc sang thôi. Đấy, chỉ lấy cấu trúc sang. Ví dụ như là tôi xem chữ bên này có cái danh sách nào không. Đấy, đây tôi có một loạt những danh sách liên quan nộp giáo án thứ đây. Hoặc là ví dụ cái khai báo y tế vừa rồi này, nó có cái danh sách này. Đấy, mà đã có dữ liệu nhé. Ví dụ tôi muốn lấy dữ liệu là tạo một danh sách từ kết quả khai báo y tế. Tôi bấm đây. Lúc trước là có dữ liệu rồi. Bây giờ tôi bấm đây tiếp theo. Nó tạo rất nhanh. Trường hợp này thì tạo rất nhanh. Nhưng mà chỉ ra cấu trúc chứ không ra dữ liệu. Và đấy, cho nên là nếu trường hợp các thầy cô mà có dữ liệu sẵn, đặc biệt những cái dữ liệu như là danh sách học sinh, danh sách giáo viên, danh lớp, mà chúng ta tạo danh sách vào trang SharePoint thì chúng ta nên tạo từ Excel đấy, để nó nạp cả dữ liệu lên cho chúng ta. Đấy là cái cách để chúng ta tạo một trang SharePoint và tạo các cái danh sách trong một trang SharePoint. Xin phép dừng. Dạ, xin cảm ơn thầy Trí rất là nhiều ạ. Thì các anh chị mình cũng đã biết được cái cách mình tạo ra một cái trang SharePoint và cái danh sách SharePoint list, nơi mà chúng ta dùng để trích xuất dữ liệu hay là lưu thông tin xuống. Như vậy thì các anh chị mình sẽ hình dung là SharePoint là cái nơi lưu trữ tất cả các dữ liệu của chúng ta. Ngoài ra thì mình cũng có thể chọn các nơi khác để mình lưu trữ, ví dụ như file sale trên OneDrive hay là SharePoint hay là SQL Server, MySQL v.v. Nhưng hiện tại trên Office 365 cho nhà trường thì mình đang sử dụng phiên bản miễn phí. Vì vậy SharePoint và SharePoint List là cái nơi lưu trữ miễn phí và thuận tiện nhất. Thì em cũng khuyên các nhà trường chúng ta thì mình nên chọn SharePoint List làm cái nơi lưu trữ cho nó thuận tiện. Ngoài ra mình có thể lưu trữ trên OneDrive được. Thật sự là OneDrive và kết hợp với file sale. Tuy nhiên thì nó sẽ bị ảnh hưởng là nếu cái file sale đó mình đang thiết kế với một cái app nào đó và có người đang mở cái ứng dụng đó lên, thì mình sẽ thấy một cái vấn đề là cái ứng dụng nó không có lưu xuống được. Thì như vậy ngay lúc này chúng ta mất một cái lượng thông tin. Thì SharePoint List thì nó sẽ không bị tình trạng đó. Ngoài ra nó có thể export ra file Excel cho các anh chị ngược lại được nữa. Đó. Thì đây một cái giải pháp mà nó hài hòa giữa các thứ với nhau. Thì cũng được rất nhiều các thầy cô, các nhà trường sử dụng. Thì cũng khuyên các anh chị, các thầy cô mình áp dụng khi mà mình thiết kế các cái ứng dụng như thế này. Đầu buổi hôm nay thì em thấy có một câu hỏi là thầy Trí có thể chia sẻ source code hay các cái SharePoint List này không? Thì em cũng xin phép đại diện thầy Trí mình chia sẻ luôn nhé. Các ứng dụng mình xây dựng trên Power App hay là Power2Mate và SharePoint List, tất cả nó đều cho mình export ra được hết. Nhưng mà khi export về thì mình cũng phải đem về cái môi trường của mình và mình phải chỉnh sửa lại. Các anh chị nào mà có triển khai cái quy trình việc giáo án của em rồi thì đây nó cũng gần như vậy thôi, nó không có khác gì hết. Nên là cái việc mà cho source code rất là đơn giản, không vấn đề gì hết. Tuy nhiên mình cần phải hiểu được cái ứng dụng đó nó hoạt động như thế nào để mình có thể khôi phục lại được và mình chạy trên môi trường của nhà trường mình nó dễ dàng, nó thuận tiện hơn. Thì hiện tại em cũng mở mic cho các anh chị, các thầy cô. Thì không biết các anh chị, các thầy cô mình có câu hỏi, có thắc mắc gì cho em và thầy Trí thì mình có thể trao đổi ngay bây giờ luôn ạ. Ở trong phần tin nhắn có thầy cô hỏi một số cái câu như này ạ. Ví dụ hỏi là cái tên miền ai chính thức thì có thực hiện được không, thì trả lời là vẫn được thực hiện được bình thường ạ. Dạ đúng rồi ạ. Ở đây thì như các anh chị mình thấy hồi nãy thì thầy Trí đang sử dụng cái tài khoản để hướng dẫn cho mình. Thì thật sự tài khoản đó cũng là tài khoản cá nhân thôi. Không cần phải có quyền quản trị gì ở đây, mình vẫn có thể thực hiện được. Và khi mà mình làm xong, mình rất là dễ dàng để mình chia sẻ cho mọi người. Thì cuối cái phần trình bày của thầy Trí, mình thấy là thầy Trí chia sẻ cho các anh chị khác là các học sinh trong trường mình rất là dễ. Ngoài ra em cũng muốn hướng dẫn cho chúng ta một cách làm, đó là mình nên tạo một cái nhóm dành cho tất cả các học sinh, dành cho tất cả các giáo viên của mình.
Thì như vậy là lúc mà mình phân quyền mình sẽ chọn thêm nguyên cái nhóm đó vào thì nó sẽ nhanh hơn việc mà chúng ta thêm từng người. Ví dụ như trường chúng ta có 2.000 học sinh là thầy cô, lại chúng ta gỡ từng người đúng không ạ? Đấy, mình thêm group, thêm nhóm thì nó nhanh hơn. Dạ, em thấy thầy Hoàng Quốc Linh mình có câu hỏi, mình có giơ tay ạ. Xin mời thầy ạ. Thầy có thể mở mic và trao đổi được rồi ạ. À, xin chào thầy Nam, thầy Kỳ. Thì mình muốn hỏi cái câu mà nãy thầy Nam mới nói đó, tức là cái tạo cái nhóm giáo viên á. Bởi vì vừa rồi mình mới phát hiện ra là mình cũng tạo một cái power app và mình gửi cho giáo viên. Thì bây giờ mình mới qua cái bài giảng của thầy Trí hôm nay, mình phát hiện là hình như mình chưa chia sẻ cái Sebon. Mình chưa có chia sẻ cái app và họ đã cài đặt cái app, nhưng mà họ vô thì họ không lấy được dữ liệu. Như vậy là theo cái bài giảng vừa rồi thì mình phát hiện là hình như mình chưa chia sẻ cái Sebon. Nhưng mà mình muốn là với số lượng học sinh đông và giáo viên đông, cách tạo nhóm như thế nào để chỉ cần một câu lệnh là mình chia sẻ hết. Và xin cảm ơn. Dạ, em xin phép hỏi thêm thầy Linh ở đây là thầy có quyền quản trị trong nhà trường mình với Office 365 không thầy? Tại vì nó sẽ có nhiều cách làm khác nhau cho từng đối tượng. Mình đang nắm quyền quản trị. À rồi, ok. Vậy thì tốt quá, thì em có thể chia sẻ nhanh cái màn hình và hướng dẫn thầy làm, và các thầy cô khác mình cũng có thể làm nha. Thì mình sẽ có hai cách. Đấy, thầy cô mình chờ một tí nha. Đấy, các thầy cô mình nhìn được cái màn hình của em rồi đúng không ạ? Mình chờ em một tí, cái máy em nó hơi chậm một tí. Rồi. Thì mình muốn tạo nhóm thì mình sẽ vào cái trang quản trị của mình. Thì em xin phép mở ra trước. À, chỗ em đang mưa, không biết các anh chị có thầy cô có nghe không? Em đóng cửa lại tí. Rồi. Đây, thầy Linh thấy được cái màn hình của em đúng không ạ? Thì trên cái trang quản trị của mình sẽ vào cái mục là Team and Group. Đây là các cái nhóm của mình, thì mình sẽ vào mục Active Team and Group. Thì đây nó sẽ có chỗ cho mình xem tất cả các nhóm của mình đã có. Tất cả các nhóm mình đã có. Và ở đây mình muốn thêm group thì mình thêm thôi. Thì cái nhóm mình có thể tạo, thì ở đây mình có thể tạo là cái nhóm này và cái nhóm này. Thì ba nhóm này là ba nhóm đặc trưng và mình có thể tạo bởi hệ thống nó đều hiểu. Đấy, thì em cũng khuyên mình có thể tạo bằng cái nhóm này, tại vì mình có thể dùng nhiều mục đích. Ví dụ như sau này mình muốn gửi mail thông báo cho tất cả mọi người thì ok, mình dùng cái nhóm này nó sẽ tiện hơn. Đó. Và nếu mà mình muốn xây dựng thành một cái nhóm là shop team để cho tất cả mọi người cùng trao đổi thì ok, cái nhóm này cũng có thể chuyển đổi thành team được. Đấy, còn những cái nhóm khác lại thì nó là không có. Đó. Rồi khi mà mình tạo ra cái nhóm mình sẽ trình bày nhanh một tí nha. Mình sẽ chọn cái nhóm mình shop 365 đây. Đó, mình bấm next ở đây để mình tạo thôi. Mình đặt tên cho nó. Ví dụ là demo toàn học sinh ví dụ nha. Đấy. Rồi sau đó mình bấm next. Đó, mình có thể thêm owner có thể thêm tượng trưng là mình hoặc là ai đó cũng được. Ừ, nên là mình. Đấy, tại vì mình mới biết cái nhóm này nó tạo cho mục đích gì. Rồi, thêm đại một cái đi. Rồi, thêm đây. Đấy, còn đây là thành viên. Thành viên đây mình có thể thêm ngay bây giờ. Hoặc là mình có thể hỏi trong nhóm quản trị á. Nó sẽ có những cái câu lệnh để mình thêm thành viên hàng loạt. Ví dụ như cái script của em thì nó có 14 cái lệnh. Thì cái lệnh 14 là thêm các thành viên vào trong cái nhóm. Thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta thêm vào đây một cách tự động luôn. Ví dụ mình có danh sách 2.000, ok, nó sẽ đẩy một lần vào hết cho chúng ta. Hoặc là mình có thể dùng cái lệnh của thầy Nghiêm, cũng có cái lệnh để hỗ trợ thêm thành viên vào nhóm, vân vân. Mình có thể dùng nhiều cách khác nữa. Trên mạng cũng có hướng dẫn rất là nhiều. Thì qua cái hướng dẫn nhanh vừa rồi tôi cũng hy vọng thầy có cách cái ý tưởng để các bước mình từ từ mình thực hiện và mình hiện thực hóa cái ứng dụng của mình. Không biết là thầy Linh mình đã nắm được chưa ạ? Trong cái bộ hướng dẫn hôm trước của Nam mình thấy hình như tới lệnh số 13, không có lệnh 14. Thầy mình xem lại nhé, tại vì em có cập nhật cái lệnh 14 cách đây cũng khoảng 2 tháng gì đó rồi. Dạ, thì đây em chắc mở luôn cái trang và gửi đây cho thầy luôn nha. Khi mình tìm
nhiều thông tin đó là mình đẩy phần nắng. À, đây em sẽ gửi trong chat luôn cho các anh chị các thầy cô, trường hợp mình chưa nắm thì mình biết. À, thì đây là một cái trang duy nhất mà em sẽ cập nhật vào đó, nếu có mới nó cũng sẽ lên đây thôi. À. Rồi, mình chờ một tí nha. Thì cái như thầy đang nhìn thấy trên màn hình thì cái mới nhất của em là cái 12. Trong 12 này nó sẽ có 14 cái lệnh, và cái lệnh 14 là thêm thành viên vào nhóm đó mình có thể sử dụng. Cảm ơn Nam ạ. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, em cũng nghe được tin rất là vui là thầy cũng đang tìm hiểu Power App và cũng đang xây dựng các ứng dụng cho mình. Thì em cũng khuyến khích các anh chị trong buổi ngày hôm nay là nếu mình có ý tưởng mình muốn xây dựng các cái ứng dụng này để mình phục vụ cái công việc quản lý nhà trường mình cho nó phù hợp, cho nó dễ dàng, thì nếu được thì sau khi cái thành quả đã xuất hiện rồi thì các anh chị các thầy cô mình có thể chia sẻ trên nhóm chúng ta, tại vì rất là nhiều nhà trường cũng mong muốn chuyển đổi, cũng mong muốn áp dụng công nghệ để giảm thiểu các cái công việc bằng tay bằng chân, nên là mình nếu được mình có thể chia sẻ để mọi người cùng học hỏi nhau, ai có điểm mạnh này thì mình chia sẻ cái này cho người khác học, và ngược lại thì như vậy thì cộng đồng mình mới phát triển và đi cách dễ dàng và xa hơn. Rồi câu hỏi tiếp theo em thấy chị Thùy Quyên mình có hỏi là có thể chia sẻ thêm cách tạo đối tượng với trường hợp là giáo viên sử dụng cái đuôi lớp 365 VIS, nhà trường và học sinh không có tài khoản như trên. Thì về câu hỏi này thì em cũng xin phép chia buồn với chị nha, tại vì cái ứng dụng này nó chỉ dành cho những người có tài khoản của Fit 365 và cùng là trong một tổ chức thì mới sử dụng được. Còn như bên mình thì giả sử như chỉ có mình chị có và học sinh của chị không có thì thật sự sẽ không làm được. Thì về cách làm thì mình có thể chuyển hướng sang cách khác. Thứ nhất là mình có thể dùng Microsoft Form, mình khai báo y tế, nhưng mà nó sẽ không có các cái tác vụ như là kiểm tra lại hay là việc hay là vân vân. Đấy, hoặc là mình có thể, nếu mà trường mình có điều kiện, mình có thể xin cái tên miền viên Office 365 cho cái trường mình, hoặc là mình có thể xin sở cái tài khoản IT thích này để mình làm cho nó đồng bộ. Dạ đúng rồi, form thì chắc chắn sẽ thiếu tác vụ rồi chị. Dạ. Đấy, đó lý do tại sao mình phát sinh ra các cái Power App và các cái ứng dụng nâng cao. Thì buổi Power App ngày hôm nay về ứng dụng khai báo y tế thì em nghĩ là nó không quá phức tạp, nó cũng không quá đơn giản. Nó ở mức độ trung bình để chúng ta có cái ý tưởng cơ bản để mình nắm và mình làm. Và xa hơn nữa thì em cũng mong muốn là các anh chị dựa vào cái cơ bản này mình giải quyết các bài toán. Thì thầy Linh cách đây khoảng thầy Trí Facebook thầy đặt tên là Hà Linh, cứ quên rồi biết. Thì cách đây một vài tháng cũng có chia sẻ với em là cũng đang xây dựng các bộ giải pháp trên tàu app cho trường thầy, thì cũng hy vọng là thầy có thể chia sẻ với nhóm cộng đồng chúng ta trong thời gian sắp tới. Thì nếu các anh chị nào mình có quan tâm mình có thể tham dự các buổi như thế này. Rồi, các anh chị nào mình còn câu hỏi mình cứ giơ tay nhé, em sẽ đọc tranh thủ các cái câu hỏi trên tin nhắn luôn ạ. Em thấy câu hỏi từ anh Tuấn Anh đây là cho mình hỏi mình có thể phân quyền là chỉ có giáo viên xem được khai báo còn học sinh thì không xem được. Cái này được anh, không vấn đề gì hết. Mình có thể làm, tại vì quyền nó dựa trên share policy thì mình có thể phân quyền được ở đó, hoặc là ở đây anh có thể tách luôn ra hai cái ứng dụng như thầy Linh. Thầy Trí là mình gom lại thành một ứng dụng. Như vậy thì với trường hợp của nhà trường mình, như anh Tuấn Anh, mình có thể tách thành hai ứng dụng. Đấy. Thì mình có thể kiểm tra là nếu là người admin vào trong cái app admin thì sẽ cho vào. Còn nếu mà đứa học sinh nó vào thì mình sẽ kiểm tra được ngay là nó không phải thì mình không cho vào. Rất là đơn giản. Rồi, không biết các anh chị nào mình còn chia sẻ, còn câu hỏi thắc mắc với chương trình không ạ? Vâng, tôi có xin phép có ý kiến với các thầy cô chưa? Và trong cái thời gian vừa qua thì tôi cũng có phát triển số cái app. Tuy nhiên thì ở giai đoạn đầu thì
phát triển app thì chủ yếu là dựa trên những cái dữ liệu có sẵn và của nhà trường, cho nên là các cái công đoạn nó không được hoàn chỉnh để giúp cho các thầy cô dễ dàng sử dụng, mà nó đòi hỏi là các thầy cô phải chuẩn bị dữ liệu trước. Đấy. Thế thì dữ liệu trước thì lại phải phù hợp với cấu trúc mà tôi đã tạo. Ngoài ra thì có những cái app mà tôi đã tạo hoàn chỉnh, tương đối hoàn chỉnh như app quản lý giáo án thì cũng đã chia sẻ với các thầy các cô ở nhiều đơn vị. Cũng phải nói thầy các thầy cô là trong các đơn vị thì có những đơn vị tôi chia sẻ thì cũng miễn phí, có những đơn vị thì tôi chia sẻ có phí. Nhưng mà trên tinh thần thì tôi thấy là khi chia sẻ có phí thì các thầy cô sử dụng một cách nhiệt tình hơn và đòi hỏi ở tôi nhiều hơn, cho nên app nhanh hoàn chỉnh hơn. Và app nhanh hoàn chỉnh hơn cũng là rất là cảm ơn các thầy cô. Trong cái thời gian tới thì tôi cũng có một số cái app như app quản lý chương trình thì tôi cũng đang xây dựng. Tuy nhiên thì app này cái độ phức tạp tính năng thì nhìn thì nó không có mấy, nhưng cái độ phức tạp thì rất là cao. Mà hiện nay tôi đang làm và đang sử dụng ở trường, nhưng mà vừa làm vừa điều chỉnh. Thì cái app này cũng xin có ý kiến với các thầy cô trong cộng đồng, nếu app này mà xong thì tôi sẽ chia sẻ miễn phí cho các nhà trường để các nhà trường sử dụng và có thể phát triển thêm theo cái hướng của các nhà trường. Tuy nhiên thì cái thời gian chắc là từ nay đến hết tháng 11 tôi rất là bận, nên là cái việc phát triển và điều chỉnh cái app đó sẽ không được quan tâm nhiều như là thời gian trước. Thì chắc là cũng phải còn một thời gian dài nữa cái app đó nó mới có thể hoàn chỉnh được để đáp ứng được cho các nhà trường. Vì là tôi thấy là yêu cầu của mỗi sở khác nhau, các nhà trường cũng có những yêu cầu khác về mặt quản lý khác nhau, cho nên là cũng phải tìm đến một cái chung nhất, sau đó thì các nhà trường phát triển trên cái chung đó thì nó sẽ thuận lợi hơn là phát triển theo ý riêng của tôi, sau thì lại điều chỉnh theo các nhà trường thì nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thì trong cái thời gian tới tôi sẽ cố gắng hoàn thiện và phát triển. Nếu mà chúng ta thành lập được một cộng đồng để phát triển về cái phong áp này áp dụng cho các nhà trường thì tôi thấy rất là tuyệt vời. Thì công cuộc chuyển đổi số của các nhà trường sẽ rất là nhanh. À, cộng đồng chúng ta sẽ đi được rất xa. Xin cảm ơn phần chia sẻ của thầy Chí rất nhiều ạ. Thì qua phần chia sẻ của thầy Chí thì em cũng biết là thầy cũng đang ấp ủ những cái giải pháp, những cái ứng dụng để mình có thể chuyển đổi số nhà trường. Nói chuyển đổi số thì nó hơi lớn lao, nhưng thực chế các anh chị mình có thể hình dung là mình chỉ cần tự động hóa các quy trình trước giờ mình đang làm bằng tay thôi là mình cũng đã có những cái bước tiến rất là xa rồi. Đấy. Thì hơn nữa thì thầy Chí cũng đang xây dựng các ứng dụng riêng cho nhà trường mình và cũng muốn góp phần nào đó chia sẻ miễn phí cho các trường của chúng ta. Thì em cũng hy vọng là các trường mình nếu mà mình mong muốn chuyển đổi thì mình cũng có thể đón nhận các ứng dụng này và từ đó mình có thể học tập và mình phát triển nó mạnh mẽ hơn để hỗ trợ cho chính các nhà trường mình phát triển và sử dụng. Đấy. Cũng xin một lần nữa cảm ơn thầy Chí rất là nhiều về những cái nỗ lực, những cái đóng góp của thầy. Từ các cái ứng dụng rất là đơn sơ từ việc giáo án hỗ trợ cho rất là nhiều các nhà trường mà em thấy thầy đăng trong nhóm giáo viên sáng tạo định kỳ cũng như nhóm quản trị, đến các ứng dụng rất là chuyên sâu để hỗ trợ em thấy là đâu đó tối đa trên 60% các công việc hàng ngày của nhà trường quản lý mình có thể áp dụng trên toàn app, và thầy cũng đang làm rất là tốt. Xin cảm ơn thầy một lần nữa và cũng hy vọng là thầy có thể giữ được cái lửa này và truyền lại cho cộng đồng chúng ta và các cái trường khác để mình có thể cùng nhau phát triển và tiến đến và có những cái sự chuyển đổi vượt bậc trong cái nền giáo dục nước nhà. Đã, xin cảm ơn các anh chị, các thầy cô mình đã tham dự trong buổi ngày hôm nay. Thì thời lượng chương trình mình cũng đã hơi quá thời gian, cũng khá là trễ cho các thầy cô, thì em cũng xin phép chúc các anh chị, các thầy cô mình có một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon. Và cũng xin các thầy cô mình giữ sức khỏe để mình có thể tiếp tục hỗ trợ học sinh là các nhà trường khác trong cái thời gian sắp tới, nhất là trong cái giai đoạn dịch bệnh như thế này. Cái phần video có thể em sẽ gửi lại cho chúng ta trên cái nhóm quản trị cộng với cái nhóm giáo viên sáng tạo để các anh chị, các thầy cô mình có thể tiện xem lại.
Dạ, xin cảm ơn thầy, cô và rất là nhiều đã tham dự vào buổi ngày hôm nay và đến thời điểm hiện tại. Dạ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị và thầy cô. Vâng, xin cảm ơn anh Nam và xin cảm ơn thầy cô đã chú ý nghe. Sau buổi này tôi sẽ tích cái mã nguồn của cái app này và các cái file Excel tôi sẽ gửi lên nhóm và các thầy cô có thể sử dụng cái đó để cài đặt và tiếp tục phát triển. Dạ, cảm ơn thầy Chí rất là nhiều ạ. Dạ. Xin chào các thầy cô, chúc các thầy cô ngon ạ. Dạ, chào các thầy cô ạ. Chào các thầy cô ạ.